Hello, chào tất cả mọi người. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Tối nay mình sẽ vào lật cá nha các bạn ơi. Và đầu tiên nếu các bạn thấy thích video của mình, hãy bấm cho mình một like, một đăng ký. Vì nó là niềm động lực của mình nhá, mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Các bạn xem video nhớ để lại bình luận xuống dưới để mình biết nhá. Ok, và quay lại vấn đề chính của ngày của tối nay là mình sẽ lật cá. Thử mang 8 triệu lật cá xem là nó lên không nhá. Cảm giác xui quá. Nhiều khi nó ăn liên tọi mà mình xuống xuống liên tọi luôn. Xuống xuống sấp mặt lờ luôn. Chắc là nó clip này ngủ các bạn ạ. Buồn ngủ quá. Ăn cứng nhỉ? Chả biết nó ăn hay không, cứ đợi đã. Bởi vì mình ăn, các bạn chơi lâu lâu nó ăn một phát. Và các bạn đừng có quốc hết, cứ đợi 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 lâu lâu rồi mình đánh.